Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2019, chúng tôi xin truyền đến quý vị và các bạn những nội dung trình sau đây. Thường trực tỉnh ủy Quảng Bình tiếp xã giao đoàn công tác ban tuyên huấn tỉnh Khâm Muôn. Khai mạc trường hè toàn học năm 2019 khu vực miền Trung tại Quảng Bình. Giải bơi miễn phí cho trẻ em vùng đồn lũ Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyển thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác với Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Bình, sáng nay ngày 15 tháng 7, đồng chí Sục Sa Vạt, Lát tha Chạc, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên huấn, trưởng đoàn công tác tỉnh Khăm Muôn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến chào xã giao thường trực tỉnh ủy Quảng Bình. Thay mặt thường trực tỉnh ủy Quảng Bình, đồng chí Trần Thắng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy đã tiếp đoàn. Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tại buổi tiếp, thay mặt Thường trực tỉnh ủy Quảng Bình, đồng chí Trần Thắng bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác, đồng thời nhận mạnh mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào đã được gây dựng, gìn giữ, dày công vun đắp bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phôn Vi Hẳn và Chủ tịch Suvanuvong Kỉnh Yêu và được nhiều thể hệ lãnh đạo hai nước tiếp tục vun đắp và phát triển. Nay đã trở thành tài sản chung vô giá của hai đảng, hai dân tộc là hai tỉnh có chung đường biên giới thời gian qua lãnh đạo tỉnh quảng bình đã hết sức quan tâm xây dựng và vun đắp tình hữu nghị hợp tác với tỉnh Khăm muộn đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh trong thời gian qua ban tuyên giáo tỉnh ủy quảng bình và ban tuyên huấn tỉnh khắp muộn đã luôn phát huy truyền thống tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa Đặc biệt, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Bình đã phối hợp với Ban tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn chuẩn bị nội dung và xuất bản cuốn sách Lịch sử quan hệ đặc biệt Quảng Bình Khăm Muộn giai đoạn 1945-2015 thành hai thử tiếng Việt Nam và Lào để phát hành rộng rãi ở hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Bình mong muốn Thời gian tới, hai tỉnh Quảng Bình Khâm Muôn nói chung, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Bình và Ban tuyên huấn tỉnh Khâm Muôn nói riêng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ cùng nhau phát triển bền vững. Đồng chí Sục Sa Vặt Lắt Tha Chạc, trưởng Ban tuyên huấn tỉnh Khâm Muôn, trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trồng thị của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng thời mong muốn thông qua trao đổi công tác với Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Bình, đoàn học tập thêm nhiều kinh nghiệm quý trong công tác tuyên giáo thực hiện biên bản hợp tác giữa ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Bình và ban tuyên huấn tỉnh Khăm Muôn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Sáng nay, ngày 15 tháng 7, ban tuyên huấn tỉnh Khăm Muôn do đồng chí Sục Sa Vạt Lát Tha Chạc, ủy viên thường vụ, trưởng ban tuyên huấn tỉnh Khăm Muôn làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm ký kết biên bản hợp tác với ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Bình. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Cao Văn Đình, ủy viên thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình hoạt động của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Bình và Ban tuyên giáo tỉnh Khăm Muộn. Kết quả thực hiện văn bản ký kết hợp tác giữa Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Bình, Ban tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn. Thời gian qua, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Bình đã tăng cường chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, truyền thống của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước nói chung và tình cảm, tình đoàn kết giữa đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn nói riêng các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các cấp đã có sự phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là nhân dân dọc hai bên tuyển biên giới Việt Nam-Lào. Qua đó đã phát huy trách nhiệm của người dân hai tỉnh trong công tác bảo vệ giữ gìn đường biên cột mốc. Cả cơ quan báo chí của tỉnh đã chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, hợp tác đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn đặc biệt là trong hai năm 2018-2019, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Bình đã phối hợp chặt chẽ với Ban tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn chuẩn bị nội dung cho việc dịch biên dịch xuất bản sách lịch sử quan hệ đặc biệt Quảng Bình-Khăm Muộn giai đoạn 1945-2015 thành hai thử tiếng Việt Nam và Lào để phát hành rộng rãi trong các tổ chức Đảng, cơ quan, trường học, thư viện của hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn thời gian tới ban tuyên giáo tỉnh ủy quảng bình và ban tuyên huấn tỉnh khăm muộn tăng cường hợp tác phối hợp trong công tác tuyên truyền về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt của hai đảng hai nhà nước và hai tỉnh quảng bình khăm muộn thường xuyên trao đổi thông tin kinh nghiệm trong việc tham mưu cấp ủy và tổ chức chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động công tác tuyên giáo tuyên huấn tiếp tục tổ chức cả hoạt động gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo giữa Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Bình và Ban tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn theo hình thức luân phiên chủ trì, đổi mới nuôi dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng hợp tác. Sáng nay, ngày 15 tháng 7, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch Quốc gia tỉnh Đình Dũng, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về triển khai thi hành luật quy hoạch. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Luật quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Luật gồm 6 chương, 59 điều nhằm hỗ trợ nhà nước trong việc hoạch định, kiến tạo, động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Theo yêu cầu của luật quy hoạch, chính phủ đã thành lập hội đồng quy hoạch quốc gia để chỉ đạo quá trình tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng. Đồng thời hướng dẫn các bộ ngành trung ương và địa phương sử dụng nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để lập quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, các bộ ngành trung ương đang tích cực triển khai thực hiện để sớm trình chính phủ thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch quốc gia. Một số địa phương đã xây dựng xong và đang trình chính phủ thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Tuy nhiên, do chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp quy hoạch và chậm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành một số điều của luật quy hoạch nên kết quả đạt được của các bộ ngành trung ương và địa phương trong việc triển khai tổ chức lập quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu. Sáng nay, ngày 15 tháng 7, tại trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, viện nghiên cứu cao cấp về toán đã tổ chức khai mạc trường hè toán học cho giáo viên và học sinh trường trung học phổ thông chuyên toán khu vực miền Trung năm 2019. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giáo sư Ngô Bảo Châu, giám đốc khoa học Viện nghiên cứu cao cấp về toán học. Trường hè toán học là chương trình được Viện nghiên cứu cao cấp về toán tổ chức thường niên nhằm đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, học sinh các trường trung học phổ thông chuyên toán và sinh viên đại học các ngành toán, sư phạm toán trên cả nước. Năm 2019 là năm thứ sáu trường hè toán học được Viện Nghiên cứu cao cấp về toán học thực hiện ở cả ba khu vực miền Bắc, Trung và miền Nam. Với chuyên đề thống kê và sản xuất trong chương trình giáo dục phổ thông mới, trường hè toán học miền Trung năm 2019 với sự tham gia của trên 180 em học sinh và giáo viên đến từ 21 trường trung học phổ thông chuyên khu vực các tỉnh miền Trung. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã gửi lời cảm ơn đến viên nghiên cứu cao cấp về toán học đã lựa chọn trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Sáp để tổ chức chương trình trường hè toán học, một hoạt động ý nghĩa nhằm bồi dưỡng các học sinh giỏi toán, nâng cao khả năng học tập, kích thích tinh thần yêu toán và phong trào học toán tại các trường Trung học phổ thông chuyên khu vực miền Trung nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng. Qua đó, giúp các em có định hướng nghề nghiệp sau này. Đồng thời, đây cũng là khóa bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông chuyên toán với mục đích đào tạo, nâng cao trình độ các giáo viên toán chủ chốt cho các trường trung học phổ thông chuyên, từ đó có thể nâng cao trình độ chung của các giảng viên toán trong các trường học. Trường hè toàn học khu vực miền Trung năm nay được diễn ra từ ngày 15 đến 21 tháng 7 năm 2019. Ban tuyên giáo thị ủy Ba Đồn vừa tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn thị xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo toàn cảnh bức tranh kinh tế chính trị thế giới và một số dự báo năm 2019, chiến lược của ba cường quốc Mỹ, Trung, Nga và giải pháp của Việt Nam và tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã sáu tháng đầu năm. Tại hội nghị, đại biểu tham gia đã trao đổi ý kiến, thảo luận để các ban ngành tiếp thu và làm cơ sở để hoàn thiện cơ chế quản lý lãnh đạo địa phương trong tình hình mới. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đồng Hới vừa tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đến ngày 30 tháng 6, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn thành phố Đồng Hới đạt trên 150 tỷ đồng, tăng hơn 13 tỷ đồng so với đầu năm với hơn 6 000 lượt hồ được vay vốn. Trong 11 chương trình tín dụng có nhiều chương trình dư nợ tăng như cho vay giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường, nhà ở xã hội, hộ cần nghèo, bám sát định hướng chỉ đạo của ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Từ nay đến cuối năm, ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đồng Hới tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm khai thác các nguồn vốn tín dụng để cho vay quay vòng. Từ đó giúp hộ nghèo, hộ cần nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống. Đồng thời tập trung củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh kịp thời những tồn tại trong hoạt động ủy thác cho vay. Cũng tại hội nghị, ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đồng Hới đã thông qua kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về triển khai chỉ thị 40 của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thông báo một số chủ trương chính sách mới của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quyết định số 1150 ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019, huyện Minh Hóa được phân bổ trên 92 tỷ đồng. Trong đó vốn từ chương trình 30A trên 72 tỷ đồng, chương trình 135 trên 20 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa đã có quyết định phân bổ cho Ủy ban nhân dân các xã thị trấn triển khai thực hiện. Riêng nguồn vốn đầu tư phát triển, Ủy ban nhân dân huyện đã có quyết định phân bổ cho các công trình xây dựng hoàn thành và công trình chuyển tiếp. cả công trình khởi công mới và chuẩn bị đầu tư năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện sẽ phân bổ sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương của tỉnh và quyết định phê duyệt hồ sơ xây dựng của Ủy ban nhân dân xã. Từ đầu năm đến nay, huyện Bộ Trạch đã tổ chức cứu trợ và trợ giúp nhân đạo cho gần 300 đối tượng với tổng trị giả hơn 500 triệu đồng thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Cả cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn huyện Bổ Trạch đã thiết lập được 18 địa chỉ nhân đạo cho 18 đối tượng với trị giá 300.000 đồng một suất. Thời gian hỗ trợ trong vòng một năm. Đặc biệt, Hội chữ thập đỏ huyện đã thiết lập hai địa chỉ nhân đạo với mức hỗ trợ 300.000 đồng một tháng. Thời gian hỗ trợ trong vòng 2 năm, 2019 và 2020. Ngoài ra, Hội còn trao nhiều phần quà có ý nghĩa, xây dựng nhà tình thương, cho gia đình các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Vừa qua, Hội Người Mù tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tập huấn về chăn nuôi gia cầm cho các hội viên Hội Người Mù trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, 20 học viên là hội viên Hội Người Mù huyện Bổ Trạch đã được truyền đạt các kiến thức về chăn nuôi gia cầm, gồm cách xây dựng chuồng trại, tròn giống, kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và quy trình phòng trị bệnh. Sau lớp tập huấn này, hội người mù tỉnh sẽ hỗ trợ cho mỗi học viên 15 con gà lai ri dòng 21 ngày tuổi để chăn nuôi phát triển kinh tế. Đây là một việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo cho các hội viên người mù có việc làm phù hợp với điều kiện sức khỏe của bản thân để cải thiện cuộc sống, qua đó giúp họ vượt qua mặc cảm của bản thân để vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Tuy tuổi cao, sức yếu, nhưng ông Phạm Văn Thường, hội viên cao tuổi ở thôn Hà Đường xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Từng dùng đất vườn nhà, hàng năm ông Thường đã duy trì nuôi gần 500 con gà siêu trứng và gà thương phẩm trên 10 con lợn thịt. Để đàn vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt, trong quá trình chăm sóc, ông Thường luôn chủ trọng các khâu vệ sinh chuồng trại và phòng trừ dịch bệnh chỉ sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp như rau, bột cám, bột ngô để làm thức ăn cho đàn vật nuôi. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm luôn được người tiêu dùng lựa chọn. Mỗi năm, gia đình ông cung cấp cho thị trường khoảng 1 tấn lợn thịt, 300 con gà thương phẩm và khoảng 20.000 quả trứng. Với mô hình này, mỗi năm gia đình ông thường đạt lợi nhuận trên 100 triệu đồng. Với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, chị Dương Thị Huyên, xã Tây Trạch, huyện Bộ Trạch đã mạnh dạn đầu tư xưởng sản xuất dầu thực vật các loại. Năm 2018, gia đình chị Dương Thị Huyên đã mạnh dàn đầu tư 300 triệu đồng thành lập xưởng sản xuất dầu thực vật Minh Quang. Các sản phẩm dầu thực vật mang đầm chất quê nên được đông đảo khách hàng ưa chuộng. Trung bình mỗi tháng, cơ sở của gia đình chị sản xuất được trên 200 lít sâu các loại, mang lại nguồn thu nhập ổn định từ 20 đến 30 triệu đồng. Nghề sản xuất dầu thực vật đang mở ra một hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho nhiều hồ dân ở Thái Trạch góp phần tiêu thụ nông sản tại chỗ, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế cho sản xuất nông nghiệp của xã. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em dẫn đến tử vong. Điều này thực sự là nỗi ám ảnh và sai dứt của các bậc phụ huynh. Để góp phần giúp các cháu nhỏ từ 15 tuổi trở xuống được học bơi bảo vệ chính mình, vừa qua công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chùa Mẹ Đất đã tổ chức giải bơi miễn phí cho trẻ em ở hai xã Sơn Trạch, Huyền Bổ Trạch và Tân Hóa, Huyền Minh Hóa. Lý do mà công ty Ocelix chọn xã Sơn Trạch và xã Tân Hóa để tổ chức mở lợp giày bơi miễn phí cho các cháu nhỏ có độ tuổi từ 10 đến 15 trong dịp hè này, bởi đây là hai địa bàn thuộc ruộn lũ của hai huyện Bổ Trạch và Minh Hóa. Cái hoạt động này công ty sẽ duy trì thường xuyên từ năm nay cho 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 đến năm năm sau và công ty sử dụng cái nguồn quỹ của công ty là quỹ Ocelix Foundation để hỗ trợ cho cả các hoạt động này. Tại địa bàn xã Sơn Trạch, ngay trên biển Sông Son, mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy, lớp học bơi miễn phí cho các em liên tục diễn ra. Với sự chỉ dẫn tân tình của các giáo viên, sau 2 tuần học bơi, các cháu đã tỏ ra rất tự tin với khả năng bơi của mình. Cháu rất cảm thấy rất là vui khi được học ở trường dạy bơi ở Sa Lịch. Cháu được học ở đây, cháu được 3 tuần rồi và học được 3 kiểu Bà cách ơi cháu rất là vui khi được học ở đây. Sau hơn một tháng học bơi, đến nay 80 cháu của xã Sơn Trạch, huyện Bổ Trạch và 120 cháu xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa đã cơ bản nắm được cả kỹ năng thực hành trên sông nước. Vui và hạnh phúc hơn cả, có lẽ là các bậc phụ huynh, có con em được tham gia khóa học bơi miễn phí do Ocelix tổ chức ngay tại địa phương mình. Một cái chương trình cực kỳ ý nghĩa và nhất là À, trẻ em đi à, xin sống ở một cái vùng địa bàn rất là thuận lợi đó là vùng à, có sống khó nhưng mà à, nhiều trẻ em là không biết bơi rất là thiệt thôi. À, thì à, cái chứng đi này của công ty Osalit thì đã đem đến rất nhiều cái cái, cái lợi ích. Hiện nay huyện Bổ Trạch cũng đang tích cực chỉ đạo các ngành đoàn thể phối hợp trong phòng trọng đuổi nước cho trẻ em, đồng thời khuyến khích các hoạt động tư vấn dạy bơi cho trẻ. Hy vọng bằng những nỗ lực của các cấp ngành, các đơn vị và sự quan tâm từ chính các bậc phụ huynh, ngày càng có nhiều trẻ em được trang bị các kỹ năng bơi lội nhằm hạn chế những tai nạn thương tâm khi tiếp xúc với môi trường sông nước. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 15 tháng 7 năm 2019, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm từ 48 đến 65%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm từ 47 đến 65%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 78%. Khu vực Phong Nha, mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm từ 49 đến 68%. Khu vực Thị trấn Hoàn Lão, mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 78%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 31 đến 37 độ, độ ẩm từ 50 đến 64%. Khu vực thị trấn khoản Hào, mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 31 đến 37 độ, độ ẩm từ 51 đến 65%. Khu vực thị trấn Kiển Sang, mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 67%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường chương trình thời sự trưa nay của đài phát thanh truyền hình quảng bình xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại